Rồi mình đi đi. Đây bạn ấy đi ngắm hoa phượng tím mùa hè Úc nhé bà con. Tiếng ồn là các anh kia đang cắt cỏ này. Mùa phượng là mùa hè ở Úc từ tháng 11 tới tháng 12. Dành xe nha. Bình thường giống như đi bộ bình thường vậy thôi. Tôi đi theo chân YouTuber U70 bạn ghé. Hên cho mẹ là mùa phượng tím nó còn, nhưng mà cảnh báo nha, chỗ nào mà có nước đọng mà phượng tím nó rớt xuống là nó thúi lắm luôn á. Thúi chỗ này rồi, qua khỏi cái xe màu trắng này mới băng qua đường là được đó. Nhưng mà mình nhìn cái xe đỏ nó đi đường nào nha. Rồi, để băng qua đường đi. Okay. Băng qua đường xong rồi đi về chỗ bên y.
Thank you.